Đúng rồi, chúng ta cũng đến với sản phẩm tiếp theo. Quỳnh ơi, đưa đồ lên Quỳnh ơi. Hết chụp hình em ơi, lo bán đồ đi, em chụp hình lát nữa khách về hết Quỳnh ơi. Quỳnh, tranh thủ đừng chụp hình giùm em đi, em bán đồ đi, khách về hết. Và thưa vị, chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay. Vâng, một chiếc đầm hình caro, một chiếc đầm có một cái tùng thật là xòe ở bên dưới, 50.000 thôi. Đầm này thì mình đi chuyến trai, mình đi business, mình đi tập tạ, tập ơ đồ. Vâng, chiếc đầm caro, 50.000, ai mua, giơ cái tay trên. Đi. Vâng, thưa vị, hiện tại không ai mua cái đầm này cả nha quý vị nha. Vâng, chiếc ai đây, đâu? Đâu bà chị, Quỳnh đem xuống luôn, Quỳnh ơi, Quỳnh em đem xuống. À, đâu chị nào đâu? Đâu, giơ tay giùm em lại. Vâng, một cái đầm rất là đẹp, 50.000. Chúng ta đến với cái đầm tiếp theo. Quỳnh, đẹp lắm á. Đẹp lắm á. Thưa quý vị, cái đầm này đẹp quá nè. Thưa quý vị, một cái đầm rất là đẹp nha quý vị nha. Quỳnh mặc đẹp cái này em ơi, để bác xin tố đi em. Đẹp để dành giùm anh. Bỏ 50.000 vô quỹ giùm cho anh là được rồi. Vâng quý vị, rất là đẹp. Quỳnh muốn bán hả mà? Em muốn bán hả mà? Bán đúng không? Quỳnh vẫn muốn kiếm tiền 50.000. Vâng, con bé bên kia giùm cho anh luôn. Rồi, nhân viên cầm cái đầm xuống dành cho anh. 50.000 cái đầm, 50.000 cái đầm. Thưa quý vị, gió đưa tình chúc đà, con trai buôn bán thật hay đường gã con xa chim kêu dự hướng ai mà bán cái đầm, Một đêm nhất, những chiếc đầm thì nó 50.000. Còn Quỳnh ơi, còn ai giơ tay em? Vâng, một cô bé đi với người yêu. Quỳnh xa xuống nào, đây. Không mắc cỡ gì cả, mua đầm là cái cần. Tôi ngồi đây, tôi còn livestream bán đồ mà có gì đâu mắc cỡ. Nhiệm vụ gì nhìn lên thấy là ưng cái bụng là mua liền, đây. Đưa mẫu khác đi Quỳnh ơi. Dạ, một mẫu thì còn rất là nhiều nha anh chị nha, cho nên mình thoải mái dùm cho em. Quá trời Quỳnh ơi, hay quá Quỳnh ơi. Cái này không đủ tiền công thiệt sự nha vậy nha. Đây là tình nghĩa, những người khách gọi là thân thiết của quán Lê Du Lâm mới được trải nghiệm những cái đầm nhiệm màu như thế này thôi. Vâng, Quỳnh đang khui một cái kiện ra để xem chiếc đầm này như thế nào thưa quý vị. Một cái đầm hình bà đầm y chang vậy mà khác màu như vậy nha. Màu sắc rất là tinh xảo với sự khéo léo của chính chính là bà chị 12 bà cô, 35 bà dì thức ngày thức đêm để mà dệt cái đầm này. Dệt tầm gai dệt đến bao giờ em dệt tầm gai ý à? Dệt tầm gai dệt cái đầm 50.000 ai mua giơ tay. Giơ cái tay vàng thật. Giơ tay à? Vâng, cái đầm này không ai mua. Ai? Anh chị ngồi dồn dùm cho em nha. Dạ, dồn vô. Đấu giá quý vị nha, buổi đấu giá ngày hôm nay. Say. Tới cái gì Quỳnh ơi? Thưa vị, phiên chợ ngày hôm nay đến với một chiếc đầm 2 dây nha quý vị nha. Vâng, đầm 2 dây này chúng ta có thể đi đâu à? Đi sinh nhật, đi tập tạ, đi... Trời đất ơi, đẹp vậy. Đẹp vậy. Đẹp quá, 50.000, trời ơi, tính chưa? 50.000. Ai mua? Giơ tay. Đây, bé này. Qua đây, đưa cái này nè. 50.000. Còn một nuôi. 50.000, ai mua ai cũng có à. Vâng. Dạ, em tới liền anh chị ơi. Em ơi, cái này không đủ tiền công nha anh chị nha. Cho nên, dạ. Ok, bên đây một cái của mình ơi, bên đây một cái nữa. Rồi, nhớ thu tiền cho tụi em nha, nhớ thu tiền giùm cho anh luôn. Đây. Quá trời anh chị ơi, vui không? Cái này là phiên chợ hàng Thái Lan nha quý vị nha. Mua đi anh, thiệt sự không gì ngại ngùng, ok con. Cho mọi người hỗ trợ giúp đỡ giùm cho vợ chồng em để mà đi từ thiện. Thường thường đi từ thiện là mấy anh chị không có mặc được cái này. Không lẽ nhà không có cơm, không có gạo, mặc cái đầm này sao mặc, đúng không? Mình phải quy đổi là thành tiền. Cái này là đúng giá, nó như là tiền công luôn chị ơi. Cho nên ai ở xa xíu thì có thể đến đây gần nhìn cho em, để không khí thêm náo nhiệt và đáng yêu hơn nha quý vị nha. Giơ cánh tay giùm cho em, thập tay ngà, thà tay ngọc vô. Chị áo đỏ mình lên đây đi chị, mình lên đây mình chơi giùm cho em. Mấy chị xa xa này lên đây, đồ đẹp lắm mấy chị ơi. Dồn lên, vui lắm mấy chị ơi. Đó, trời ơi, mua đồ là dính cho mấy anh chị nha, mua dính nha. Mua nhiều không có đáng là bao chị ơi, chị thấy không? Ăn hộp chiên gà 50.000, chị ăn không có tiêu quá hết.
còn chị mua cái đầm chị mặc mãn đời. Trời ơi, chị mặc cái đầm từ mùa quả hương năm ấy đến mùa quả giấy năm sau vẫn còn mặc, mà đến lúc con gái chị đi lấy chồng vẫn còn. Chị ơi, đây chị đầm tình nghĩa mua rồi đúng không con? Ok, một bộ màu đen mời 50.000, ai mua giơ tay. Vâng, 50.000, quý vị hãy nhìn người mẫu Quỳnh Quỳnh đang khoác lên mình một chiếc áo 50.000. Anh trai vậy, anh trai vậy, anh Quỳnh ơi. Ok trai, mời mua cho bạn gái của mình, thấy không? Cái người đàn ông thương mình nhất có mua cái đầm cho mình 50.000, 50.000 ở đâu mà ra trên cuộc đời này. Vui không, vui không? Quá trời. Thì người mẫu chúng tôi đang tiếp tục thay những bộ đồ tại đây. Cảm ơn vì rất là nhiều đã uống sức tốn nhưng mà cũng đã ủng hộ chúng tôi. Những chiếc đầm với đường may, đường kim mũi chỉ cực kỳ đẹp. Dạ vâng. Cảm ơn mấy anh Minh Quân ạ. Nhớ thu tiền nha con ơi. Đẹp quá rồi nè. Đẹp lắm anh chị ơi. Rồi mình xà vô, mình xà vô giùm cho anh. Hoặc là em ngồi đây nè bé, em ngồi ngay dưới giùm cho anh. Em ngồi. Anh chị nào muốn nhu cầu mua đồ mình thích lên đây giùm em nha. Mình dồn lên giùm em. Cảm ơn chị rất nhiều. Xe quá trời đi uống được cái đầm ngon luôn. Về mặt đầm kính đáo mặt cái vùng gì đâu mà nó hở dữ vậy. Quá trời. 50.000 thôi chị ơi, 50.000 chẳng đáng là bao. Đẹp quá. Trời ơi, 50.000 cái đầm màu xanh da trời quý vị nha. 50.000 một cái đầm màu thiên văn gặp anh chiều hò hẹn. Màu hoa cà em nói đợi người thương, em đợi người. Rồi cảm ơn anh. 50.000 một cái đầm quý vị ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Quý vị đúng rồi. Đúng rồi, hiện súng sụm lại. Mở Út đồ lựa đi, mở Út ơi. Lựa đồ, có cái mặc đi làm, đi chơi đồ. Đúng rồi, thưa quý vị, rất đẹp thưa quý vị ơi. Quá trời đã luôn. Và hiện tại cho mọi người tràn ở đó mình hay sao? Để cho mọi người lên lựa hả? Dạ thưa quý vị, nếu như ai mà yêu thích thì đầm cũng như là muốn lựa đồ này nọ để cho hợp rơ của mình thì có thể lên sân khấu quý vị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Có cái gì thấy không quý vị ơi? Ê hề hề. Để dừng té em nha mẹ. Nè nè nè. Bye bye mọi người, bye bye mọi người, tạm biệt mọi người. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.